tích đại thần Santati, Santati Maha Matavatthu, kệ ngôn phát cú câu 142, Alankato Chepi Samancharya Santo Danto Niyato Brahmachari Sapesu Futesu Nithaya Dandang Suramano So Samano Safiku. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến quan đại thần Santati. Một thời nọ, quan đại thần này trở về kinh đô sau khi vâng lệnh vua Pasenadi Ba Tư Nặc sứ Kosala Kiều Tác La đi tiểu trừ phiến loạn và bình định biên cương. Đức vua rất hài lòng, ban cho ông làm quốc vương trong 7 ngày và thưởng cho ông một cô vũ nữ danh ca tuyệt sắc. Trong 7 ngày, ông ăn uống say sưa, đến ngày chót, ông đeo tất cả đồ trang sức lên mình, cởi trên lưng con tượng báu của vua đi ra bến tắm, bỗng gặp Đức Bổn Sư vào trong cổng thành khất thực. Ông ngồi trên lưng thất tượng gật đầu vái chào ngài. Đức Bổn Sư mỉm cười. Trưởng lão Ananda hỏi: "Bạch ngài, do nhân gì, duyên gì mà ngài mỉm cười?" Đức Bổn Sư giải thích lý do nụ cười này rằng: "Này Ananda, hãy để ý xem, hôm nay quan đại thần Santati, mình đeo tất cả những vật trang điểm sẽ đến gặp ta, rồi nhờ kệ ngôn tứ cú mà đắc quả A-la-hán, sẽ ngồi trên không trung cao độ khoảng 7 cây thốt nốt mà vô dư niết bàn." Đại chúng đều nghe rõ lời tiên tri của Đức Bổn Sư đã nói với trưởng lão Ananda. Lúc bấy giờ, những người tà kiến nghĩ rằng: "Bà con hãy coi hành động của Sa môn Gotama, ông ta tự mình dám mở miệng nói rằng hôm nay một ông say rượu như vậy, trang điểm xuê sang bậc ấy mà đến gần nghe ông ta thuyết pháp rồi sẽ niết bàn. Hôm nay chúng ta sẽ khiển trách ông ta về tội nói dối." Nhóm người chánh kiến thì bảo nhau: "Ôi, to lớn thay là oai thần của chư Phật, hôm nay chúng ta sẽ được trông thấy tướng hấp dẫn của Đức Phật và tướng hấp dẫn của quan đại thần Santati. Quan đại thần Santati cả ngày đùa giỡn nước tại bến tắm, rồi đi đến vườn ngự uyển, ngồi trong nhà đãi khách. Cô vũ nữ bước vào giữa sân khấu để biểu diễn tài nghệ ca vũ của mình, vì đã nhịn ăn suốt 7 ngày để bảo vệ thân hình duyên dáng của mình để trình diễn, nên ngày ấy khi đang ca vũ cho quan đại thần xem, trong bụng cô gió độc bén như những dao nhỏ khởi lên cắt xén thịt của quả tim cô. Bỗng nhiên cô vũ nữ ngã xuống chết ngay, miệng há hốc, mắt mở trao tráo. Quan đại thần bảo thủ hạ: "Hãy xem coi nàng ra sao." Thủ hạ đáp: "Thưa chủ, nàng đã tắt thở." Nghe nói vậy, quan đại thần Santati cảm thấy khổ sầu không thể tả. Mặc dầu đã uống rượu suốt cả 7 ngày, giờ phút ấy rượu tiêu mất hết, hầu như trong đầu ông không còn lấy một giọt. Ông than rằng: "Mối sầu này không ai khác có thể làm cho ta nguôi ngoai được, ngoại trừ Đức Như Lai." Xế chiều hôm ấy, cùng đoàn quân hộ giá, quan đại thần Santati đến bái yết Đức Bổn Sư và bạch rằng: "Bạch ngài, lòng con mang nặng mối sầu dường ấy, chỉ có ngài có thể giải khổ được cho con mà thôi, nên con đến đây, xin ngài từ bi làm chỗ nương nhờ cho con." Đức Bổn Sư khuyên giải quan đại thần rằng: "Hôm nay ông đến đây vì nghĩ rằng Đức Bổn Sư có thể dập tắt lửa sầu của ta được. Quả thật, vì phụ nữ này, cũng vì cái chết của cô ta mà ông đã đổ bao dòng suối lệ, nếu dồn chung lại thì còn nhiều hơn là nước trong bốn đại trùng dương." Nói rồi, ngài ngâm kệ rằng: "Dĩ vãng từ trước quên đi, hậu lai chưa đến, can chi mà hồng, hiện tại cứ để tâm không, vô cầu vô chấp, bền lòng an vui." Cuối bài kệ, quan đại thần Santati đắc quả A-la-hán, tự quan sát thấy tuổi thọ của mình đã hết, bèn xin với Đức Bổn Sư: "Bạch ngài, xin phép ngài cho con được niết bàn." Mặc dầu biết quan đại thần Santati đã tạo thiện nghiệp gì, nhưng Đức Bổn Sư suy xét: "Những người tà kiến đã tụ tập nơi đây để bắt quả tang ta nói dối, sẽ không gặp được dịp may. Những người chánh kiến cũng tụ tập nơi đây để được mục kích tướng hảo quang minh của quan đại thần Santati. Sau khi nghe tiền nghiệp của ông ta, sẽ hoan hỷ trong các việc làm phước." Đức Bổn Sư bảo: "Vậy thì ông hãy bày tỏ tiền nghiệp của ông cho ta nghe trước đã. Ông đừng đứng dưới đất mà kể chuyện, hãy đứng trên hư không cao độ 7 cây thốt nốt mà kể chuyện cho ta nghe." Quan đại thần đáp: "Lành thay bạch ngài,
Đảnh lễ Đức Bổn Sư xong rồi, ông bay lên cao độ một cây thốt nốt, lại đảnh lễ Ngài, rồi lần lượt bay lên cao độ 7 cây thốt nốt, ngồi kiết già giữa hư không, nói rằng: Bạch Ngài, xin Ngài hãy nghe câu chuyện tiền nghiệp của con. Cách đây 91 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Vipassi Tỳ Bà Thi, con được sanh trong một gia đình lễ giáo, cư ngụ trong thành Banthumati. Con có ý nghĩ làm thế nào để đừng tạo nghiệp gì chia rẽ hoặc là áp bức kẻ khác. Suy nghĩ tiếp nữa, con thấy chỉ có đi cổ động, kêu gọi người ta làm phước là hơn hết. Kể từ đó về sau, con chuyên môn làm có một việc ấy là đi đốc suối đại chúng, hãy làm phước, hãy thọ trì bát giới vào những ngày bát quan trai, hãy bố thí trai tăng, hãy nghe thuyết pháp, không có chi sánh bằng Tam Bảo, nhất là Phật Bảo, hãy tôn kính Tam Bảo. Lúc con đang đi lớn tiếng kêu gọi đại chúng như thế, phụ vương của Đức Phật là Đức Vua trong thành Banthumati nghe tiếng truyền rao của con, bèn cho gọi con vào cung phán hỏi: Này Khanh, Khanh đi rao truyền tin chi vậy? Tâu bệ hạ, hạ thần đi truyền bá ân đức Tam Bảo, đốc thúc đại chúng tạo phước nghiệp. Nghe vậy, Đức Vua phán hỏi: Khanh đi bằng phương tiện gì? Tâu bệ hạ, hạ thần đi bộ. Này Khanh, Khanh đi bộ như vậy coi không được, Khanh hãy trang điểm với vòng hoa này và cưỡi trên lưng ngựa mà đi. Đức Vua đã ban cho con một vòng hoa quý như sâu chuỗi ngọc và một con ngựa thuần hóa. Khi con gìn giữ những lộc vua ban mà đi cổ động như thế, rồi Đức Vua lại cho gọi con vào cung phán hỏi: Khanh còn đi cổ động chăng? Và khi biết việc con làm, Đức Vua phán rằng: Này Khanh, Khanh cưỡi ngựa đi cũng chưa xứng đáng, hãy ngồi lên xe này mà đi. Rồi Đức Vua ban cho con một cỗ xe kéo bằng 4 con tuấn mã. Lần thứ 3, Đức Vua lại nghe tiếng con cổ động, cho gọi vào và phán hỏi: Khanh đi làm công tác chi vậy? Con đáp xong, Đức Vua phán rằng: Này Khanh, cỗ xe tứ mã cũng chưa xứng đáng với Khanh. Đức Vua ân tứ cho con một huy chương lớn với nhiều tài sản và ban thêm một thớt tượng. Từ đó, con mang đầy mình những đồ trang sức và ngồi trên lưng tượng mà đi cổ động cho chánh pháp suốt 80 năm. Trong thời gian đó, từ thân con xông ra mùi hương chiên đàn, từ miệng con phát ra mùi thơm của hoa sen. Đây là nghiệp của con đã tạo vậy. Sau khi kể hết tiền nghiệp của mình, Quan Đại Thần vẫn ngồi yên trên hư không, nhập vào đề mục lửa mà viên tịch. Trong thân Ngài, một ngọn lửa bốc lên, thiêu hết máu thịt, chỉ còn lại những ngọc xá lợi trắng muốt như những hoa lài. Đức Bổn Sư trải vải sạch ra hứng, những ngọc xá lợi rơi xuống đó. Những xá lợi này tôn trí vào những thánh tháp xây dựng ở những ngã tư đường. Đại chúng đến lễ bái, ắt sẽ được hưởng phước báo. Các vị tỳ khưu ngồi trong giảng đường đề khởi câu chuyện này: Này các đạo hữu, Đại Thần Santati chỉ nghe có một bài kệ tứ cú mà đắc quả A-la-hán, mình vẫn còn trang điểm xuê sang, ngồi giữa hư không mà tịch diệt. Thử hỏi, chúng ta nên gọi ông là một sa môn như một vị tỳ khưu, hoặc là chỉ gọi ông là một bà la môn thôi? Đức Bổn Sư ngự đến hỏi: Này các tỳ khưu, hôm nay các người ngồi chung bàn chuyện chi đây? Bạch Ngài chuyện này. Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ khưu, con trai của ta đáng gọi là sa môn mà cũng đáng gọi là bà la môn nữa. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm bài kệ sau đây: Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không dùng dao gậy gia hại sinh linh, thì chính người ấy là bà la môn, là sa môn, là tỳ khưu vậy. Chú giải: Alankato, người mặc y phục tốt đẹp và đeo đồ trang sức lộng lẫy. Theo lý này thì một người phục sức, trang điểm lộng lẫy, nhưng nếu có nếp sống bình thản, an tịnh dục vọng, nhiếp phục lục căn, đạo quả kiên cố, phạm hạnh tròn đủ, đã buông bỏ đao trượng, dao gậy, không còn làm hại một chúng sanh nào khác nữa, người như thế gọi là bà la môn cũng phải, vì đã xa lìa ác pháp, gọi là sa môn cũng phải, vì đã bình định các ác pháp, mà gọi tỳ khưu cũng phải, vì đã đoạn tuyệt với các phiền não. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: Ân sủng vua ban đủ 7 ngày, ngũ trần toại hưởng mặt vui say, bỗng nhiên nhận thấy vô thường khổ, giấc mộng kê vàng thức tỉnh ngay, tình yêu vũ nữ quá đậm đà, nàng chết lòng ông thật xót xa, Phật dạy vì nàng ông đổ lệ, nước trong bốn biển chẳng nhiều qua,
chư tăng thắc mắc hỏi nhau rằng La Hán đại thần Mạc Xuê Sang tịch diệt giữa trời ta phải gọi Bà La Môn khất sĩ hay chăng? Phật dạy, người ăn mặc rất sang nhưng tâm an tịnh chế ngự căn, kiên trì sống cuộc đời phạm hạnh, đáng gọi Bà La Môn thánh tăng. Dứt tích đại thần Santati. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.